Con chào thầy cô và các bạn, con tên là Nguyễn Minh Dũng, học lớp 6 là một trường một trung học cơ sở Ngọc Lâm. Hôm nay con xin thuyết trình phần dự án robot của con. Mới bắt đầu chương trình nó sẽ có một khung như này. Trước liệu là để xóa để cái thúc phê dự án này, còn chữ xin I don't understand. là để I don't understand. nộp là để chat lên với con robot ạ. Nếu mà chat linh tinh này thì I don't understand. nó không hiểu gì, và nó sẽ nói I don't là understand. I don't understand. Còn con chat hello Hello. hay Hello. nó sẽ hiểu và trả lời con tự con viết bài cũng vậy. Goodbye. Goodbye. Con hỏi về tuổi nhưng con muốn làm nhanh thì con viết luôn chữ Âu ở đây. I am 12 years old. I am 12 years old. Còn tên nó là My name is AI. My name is AI. AI. Ở phần chương trình này con thích nhất là câu lệnh cái lệnh ABC chấm lao ở này, vì cái này nó giúp con đánh như nào thì nó cũng có thể nhận ra được và nó trả lời. Hello. Đấy. Hello. Con cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của con ạ. Mình cũng bổ sung cho thầy xem là dự án của mình thì còn lỗi gì không và trong tương lai thì con sẽ phát triển những chức năng nào. Dự án vừa nãy con có lỗi mấy lần, con phải nhờ thầy chữa hộ. Trong tương lai thì con sẽ phát triển cho nó thêm nhiều chức năng hơn mà nó có thể trả lời được nhiều câu hỏi hơn bây giờ. Rồi ok. Mình cũng có thể nói sâu hơn một chút về cái chức năng lập trình mà con thích nhất được không? Tức là cái hàm lower đấy là để làm gì? Hàm lâu ơn này là để nếu mình có viết hoa viết như viết như nào nhưng mà nó có chữ hello này thì nó vẫn được gọi là con robot nó vẫn hiểu được ạ. Còn nếu mà không có cái hàm lâu ơn này là bắt buộc phải viết giống y hệt chữ này thì nó mới trả lời được ạ. Rồi, ok. Cảm ơn phần thuyết trình của Minh Dũng, thì nhận xét bài làm Minh Dũng nhé. Vì phần thuyết trình của Minh Dũng thì khá là tự tin trôi chảy. Tuy nhiên thì nếu mà tự tin hơn được nữa thì tốt nhé. Phần sản phẩm thuyết trình ấy, thì con hoàn thành sản phẩm ở mức đạt và trong tương lai thì con sẽ phát triển và thầy tin là con làm được. Con sẽ bổ sung thêm các cái câu hỏi và câu trả lời cho cái bài làm của mình, làm sao cho nó phong phú lên nhé. Rồi, chúc mừng Minh Dũng đã hoàn thành phần thuyết trình.